phút mình chuyên bên váy đầm gợi cảm. Thì hồi sáng giờ trong cái chuyến leo núi từ ở dưới chân núi lên trên tới này thì nói chung là rất là cực khổ. Và cái đoạn đường này rất là gian nan. Nhờ sự tương trợ của đồng nghiệp và sự tương trợ của các doanh nhân cùng chung cái chuyến đi này thì mình đã vượt qua hoàn thành xuất sắc. Thì tới đây chỉ là nửa đoạn đường thôi, thì còn một nửa nữa, nhưng mà hy vọng là chiều hôm nay mình sẽ hoàn thành xuất sắc giống như sáng hôm nay vậy. Hy vọng rằng mọi người sẽ có một cái cuộc chinh phục thật là tuyệt vời trên đỉnh Hồng Kông điểm cực đông của Tổ quốc. Yeah. Bây giờ là 2 giờ thì tính bây giờ thì chúng mình mới chỉ chinh phục được 1/3 chặng đường. Còn một chiều hôm nay, tính đến chiều hôm nay là khoảng 6 giờ chúng ta mới thực hiện tiếp một chặng đường tiếp theo. Và chặng cuối cùng chúng ta sẽ bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng ngày mai. 3 giờ sáng ngày mai chúng tôi lại tiếp tục.